mỗi người có một cái chiều cao khác nhau, đúng không? Đấy, mà chỉnh cái thấp hơn này, em phải kéo ra xa hơn này, rồi thử chân thắng này, chân ga này. Nghe là sợ quá. Rồi thắt dây an toàn này, đúng không? Rồi em sẽ chỉnh gương này, thấy được chân bánh xe nhá, để khi mà vô các bài thi mình còn căn, đúng không? Rồi Nếu bạn chỉ được nhiêu điểm em? đó, nãy chị được 85 điểm rồi, hạ thắng tay nhá. Em sẽ vào số này, ở đây là tay số chính xác cho nên nó không có cái lấy gì hết, đúng không? Thì mình sẽ cứ kéo tự do thôi. Đó, mình có tay số đen để mình đi lên. Tám năm là do chuồng thầy, có phải chỉnh không là tự do thầy? Dạ, tự vô luôn. Rồi em sẽ đi lên này. Bên kia mình sẽ nhường cho họ này, không, họ không để ý mình này. Cố gắng làm sao để mình nhường nhịn nhau này. Chị chưa chạy thiết bị lần nào đúng không? Nên thì bật máy lạnh cho nó mát này, không để cập quạt gió số 3 này. Nó có một cái mục đích nữa là nó giúp cho mình khỏe máy. Nhưng mà xe số tự động này thì không có lo gì chết máy cả. Rồi ở đây nó có hai đường này, mình đi đường nào cũng được ha. Mình đi đường bên kia, mình đi đường bên này. Mình sẽ đi lên và mình sẽ dừng lại trước vạch xuất phát. Là vạch xuất phát đó, nó bị che khuất bởi cái đầu xe của mình này. Thì mình dừng lại. Sướng ha, số tự động cứ đạp thắng dừng thôi. Rồi lúc nào mình muốn nghe nó báo xuất phát thì mình phải xin nhan, mình xin nhan trái này, máy báo xuất phát mình mới đi bắt đầu. Đó, bắt đầu mình đi này, mình mở thắng nha, sướng không? Mở thắng đi, chẳng lo trên máy thế nào, mình vòng tắt đi. Thì lúc mình kéo xin nhan mình cứ để sẵn tay. Bài thi tiếp theo, rồi bài thi dừng xe nhường đường cho dừng người đi nhường bộ. đường, người đi bộ thì mình bánh xe đè lên vạch vàng, đúng không? Mình thì cứ mở thắng cho đi chậm chậm thôi, không cần phải đạp ga, mở thắng đi chậm chậm. Rồi quan sát gương chiếu hậu này, bên tay trái của mình này. Đó, lúc nào bánh đè lên thì đạp thắng xuống. Rồi, tốt là ok rồi. Chiếu hậu đi số tự động sướng ha. Thì quả này là phải 100 điểm mới về ha. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành Chưa, ngang dốc. chưa được 100 điểm thì bảo là tôi ở lại, tôi thi được 100 điểm rồi mới về. Rồi, dừng ngang dốc này, bánh sau đè vạch vàng. Thì mình cứ mở thắng này, cho nó đi lên từ từ đúng không? Ví dụ như nó chậm quá thì mình điện thêm bánh ga này, đúng không? Xe nó chưa đủ lên thì mình điện thêm bánh ga, điện nhẹ thôi, đúng không? Nhưng mà lúc nào mà lên gần tới nơi nó bánh bong đã. Đó, gần tới nơi này, gần À, tới tự này, kêu hả thầy? đúng rồi, tự kêu thì gần tới nơi này, mình mới bỏ chân ga cho mình đạp thắng này. Đó, bánh đè lên vạch vàng là được rồi, mình sẽ bỏ chân thắng đi, rồi mình để sang chân ga mình điện nhẹ lên thôi, hiểu không? Là từ bánh vô đầu mình cứ bỏ chân ra ra. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Rồi mình đi xuống đây là mình nhường cho anh kia đi trước này, để mình chuyển qua làn của anh này. Tại vì mình đi cái làn bên trái này nó sẽ chật, nó khó cua vô. Đó, mình sẽ chuyển qua làn bên này. Thì đối với sân này nó sẽ có 4 điểm dừng khẩn cấp. Thì sau khi cái xe này nó cua ra này thì đó là một trong 4 điểm. Thì để biết nó có báo không, phải dừng khẩn cấp không thì mình chữ D này. Chữ D này. Đó, ví dụ chữ D mà nói mà nháy sáng thì nó sẽ là báo dừng khẩn cấp ở đây. Còn chữ B này nó không có nháy thì nó không báo. Thì mình cứ đi bình thường. Đúng rồi. Đúng rồi, chữ D đấy ha. Thì mình cứ đi bình thường này, không có sợ gì hết này. Nhưng mà hình như là khẩn cấp không, giờ nó ở chỗ đường dốc với cả đường đường còn Cái kè chỗ đúng không này thầy tỷ ơi? lệ nó xuất hiện chỉ có 10% thôi, rất là ít. Cho nên là mình vẫn phải đề phòng. Và mình đi lên là vai ngang với cái dây cột đấy, gắn miếng căn. Đó, vai ngang dây cột đấy, dừng lại. Rồi đánh hết lái sang bên bên trái là mình đi lên này. Xe này hình như cái vòng tua của cái này nó ngắn thôi là xe của bên Dạ, rồi, từ từ mình đang tập cái này, mình tính cái này đó này. Rồi mình sẽ dừng lại này, mình chọn thẳng lái này, mình căn 3 điểm này. Từ đỉnh vô lăng đến cái nắp chai này, đến cái cục gạch phía trước kia tạo thành một đường thẳng. Đó, tạo thành một đường thẳng. Thì cái bánh ở bên phải của mình nó sẽ đi vô. Ví dụ người ta im, người ta không nói cái gì hết thì là mình đi vô đúng, đúng không? Còn người ta mà nói là mình đi sai. Đó, im là không bị trừ điểm gì hết. Tiếp theo này, gương của mình ngang với ống hơi. Gương ngang ống hơi phải đánh hết lái sang bên trái mình đi. Đây là qua đường hẹp vuông góc. Nghĩa là gương ngang ống hơi ha. Mình đánh chế quá là
đầu xe sẽ bị cạ về trước. Rồi khi mà mình thắng xe rồi này, mình có thể dừng lại luôn, mình trả thẳng lái này. Đó, rồi gương ngang với ống hơi, anh lái tiếp, anh lái sang bên phải để đi đây. Đó. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ có một điểm dừng khẩn cấp nữa, thì mình lại quan tâm tiếp thêm đèn chữ D có nháy không. Ở đây nó không nháy thì mình cứ đi bình thường. Bài thi tiếp theo, bài thi quang hạn tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đi số tự động sướng nhỉ. Thì chạy số sàn bao giờ chưa? Vậy hả? Rồi. Vậy thì hôm sau thử chạy số sàn một lần để cảm giác xem là số tự động sướng thế nào. Rồi, bây giờ là đèn xanh đèn đỏ này. Đúng không? Thì mình sẽ dừng trước cái vạch vàng này. Mình không thể đi qua được, đang mắc đèn đỏ. Thì đầu xe của mình nó che khuất cái vạch vàng thì mình dừng lại. Mục đích là để trốn đèn. Khi nào còn 3 giây thì mình mở thắng từ từ mình đi. Rồi 3 giây này. Em mở thắng từ từ mình đi. Đó, sang xanh thì em có thể điện thêm tiếng nữa. Đúng không? Đó. Tốc bài thi của... tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Đệm ga mà nhớ tốc độ mình là không được quá 24 km/h ha. Quá 24 là nó chịu mất một điểm. Rồi đi vô đường vòng quanh co nó sẽ có hai đường, đường hạng B và đường hạng C. Thì mình nhớ phải đi vô hạng B ha. Còn hạng C kia là mình đi vô là nó sẽ báo đi sai đường mất. Đó, mình sẽ vô nào. Khi đi vào đường vòng quanh co cho nó dễ dàng ha, thì mình sẽ bám sát theo bên lưng. Bên lưng là bên tay phải của mình. Mình bám sát bên lưng mình đánh lái cho nó dễ. Rồi. Khi mà gương này, nó ngang góc mình sẽ đánh lái đều. Đó, cứ nó che khuất lệ, mình cứ đánh lái đều. Cái bài này là mình cứ đánh chậm đều là được. À, chậm đều, không cần phải đánh nhanh. Khi mà xe nó thẳng này, thì mình trả bớt lái lại. Đó, mình cứ đi từ từ lên thôi. Không cần phải vội vàng đâu, cứ đánh chậm đều này. Đó, ví dụ như tốc độ mà nhanh quá thì mình có thể là đệm nhẹ thắng xuống. Bài thi nhưng mà tốc theo, độ mình kiểm soát được bài thôi. Bài thi quang ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Quang ngã tư mình thấy đèn xanh thì mình cứ đi thôi. Không, mình còn đèn xanh còn 6 giây là... đèn xanh còn 6 giây thì mình cứ đi qua bình thường thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm nơi ghép xe này. Bài thi tiếp theo. Sân này bài nó quá nhiều nhà ghép dọc. Nên mình phải lưu ý mình sẽ ghép nhà nào đối với hạng xe của mình thi. Và xe mình thi này xe Vios này. Thì mình sẽ xem là nơi đỗ xe của Vios mình vô ha. Nếu mình mà ghép sai nhà nó sẽ báo là đi sai đường. Và nó lại trực tiếp mình mất. Tổng thời gian thi của mình mà hết có 5 phút hơn này. Đó. Rồi số điểm mình vẫn còn 100 điểm này. Chưa bị trừ điểm nào. Thì số tự động sướng nha. Đã lê phê luôn. Rồi em sẽ đi vào đây là nhà xe của Vios này. Thì thấy có chữ là nơi đỗ xe Vios này. Mình đi vào. Đó. Khi mà vai của mình ngang cái mí trắng đỏ đấy, đỏ trắng đấy, mình sẽ hết lái vô này. Không ở góc chở vô là mí đỏ trắng. Rồi đó, mình sẽ trả lái lại này. Đó, để mình căn này. Căn xe của mình cách nhà xe khoảng 20 đến 40 là được. Và tương ứng ở đây là nó sẽ có một cái cây ở giữa là cái lỗ, cái ống cống đấy. Mình đi thẳng này. Căn 3 điểm mới tạo thành đường thẳng là cách nhà xe đẹp ha. Rồi vai của mình ngang dưới nhà xe là cái chai nước đấy. Mình đánh hết lái sang bên phải, mình chạy lên. Mình chạy lên rồi, mình quan sát view bên trái đúng không? Khi nào thân xe đến đuôi xe nó đâm vào cái điểm căn là cái cục gạch đó, mình dừng lại, vô số lùi. Đúng không? Mình biết có đúng vô số lùi hay chưa thì là màn hình nó sẽ hiển thị camera lùi này. Đó, và mình đánh hết lái trái mình lùi vô. Mình cứ lùi vô. Khi đấy mình cũng nên quan sát một chút sang gương bên phải á, xem là thân xe của mình có bị đè vào đâu không. Sau khi xong xong mình trả thẳng lái mình lùi tiếp này. Cứ lùi lúc nào nó tốt thì dừng lại. Rồi, dừng lại tốt. Rồi vô số D là mình đi thẳng lên này. Khi mình đi ra mình phải lưu ý rằng là vai của mình này, ngang ống hơi này. Đó, mình mới đánh hết lái thì mình đi ra. Chứ mình đánh sớm quá là bánh xe phía sau của mình rất là dễ bị đè lên ống hơi. Đó. Mà mình ở đây mình vẫn là đang trong bài này, cho nên vẫn tính thời gian của mình. Lúc nào mình nghe nó báo này. Bài thi tiếp đó. Theo. Bài mình thi nghe báo. Có tín hiệu bài thi tiếp theo không? Thì khi đấy nó mới hết tính giờ của cái bài đấy. Lo lúc mình chạy ra rồi thì dạ. Nó thoải mái rồi. Rồi bây giờ mũi tên biển báo nó chỉ giáp hải, mình giáp hải. Chỗ này không cần phải xin nhan gì hết. À, mình cứ rẽ bình thường thôi. Nhưng mà cái đấy mình căn cục gạch em thấy thấy căng thẳng luôn, nó không vô mà tụi em tay mình phải hơi non một chút thì nó vô mới thẳng.
như tụi em phải lên chút hay sao? À, thường là phải phụ thuộc, ví dụ như chị thấp chẳng hạn chị nó kéo ghế hơi non. Dạ, chị kéo ghế lùi lên trên thì chị có thể căn như vậy được. Đó. Thì khi, dạ, khi mình đi thi á, thì mình không nên là cố gắng đi theo cái xe đấy mà mình dừng lại thì nhường cho người ta đi một lần đi, rồi lúc nào nó đỏ xong rồi nó sang xanh mình mới nên đi tiếp, đúng không? Thì mình sẽ dừng đó là đầu xe che khuất cái vạch vàng phía trước và mình dừng lại đó, mình không còn thấy vạch vàng nữa đó, còn mười mấy giây mà. Rồi mình rẽ trái đúng không, thì mình lại xin nhan trái này, xin nhan trái. Nhưng mà lúc mà đi ra thì đừng vội đánh lái, mình để cho vai ngang với góc lề thì mình mới đánh lái ha. Đấy, em đi ra này. À, vai có thể căn bên này, vai ngang góc lề hoặc bên kia cũng được, ngang góc lề thì mình đánh lái này. Mục đích làm sao để cho nó khỏi đè vào góc trắng vàng này này. Nếu như nó đè vào góc trắng vàng này nó lại trực tiếp mình mất. Đó. Rồi chuẩn bị mình sẽ đến cái điểm mà dừng khẩn cấp. Dừng khẩn cấp thứ ba đúng rồi, nó sẽ báo là chữ D này nhấp nháy. Thì chỗ này nó sẽ phải dừng khẩn cấp thì mình lưu ý cái chân mình. Chân mình sẽ để chân thắng. Đúng rồi. Còn tiếp theo là mình phải lo quan tâm về cái nút hình tam giác này. Đúng không? Nút hình tam giác. Khi nào nó hú thì mình sẽ đạp thắng là mình dừng lại bấm. Đó, mình cứ đi thoải mái mà. Đúng rồi, thường là nó cua qua đây. Dạ. Dạ, nó cua qua đây là nó sẽ báo dừng khẩn cấp. Rồi, mình để sẵn tay, là nó hú hết hú rồi, nó báo tút một cái thì mình mới tắt. Đó, nó tút xong không thì mình mới tắt ha. Thế mình đừng có vội tắt sớm, có nghĩa là mình phải đợi nghe tút xong rồi mình mới tắt. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Rồi, dừng đường sắt thì mình cũng là bánh sau này, đè lên vạch vàng thì mình dừng lại. Mình cứ để thắng ở chân thắng đi, đúng không? Rồi mình già thắng đúng rồi. Mình già thắng rồi đấy, thấy tốc độ nhanh quá thì mình già thắng cho nó chậm lại. Đó. Dừng xe chưa đến vị trí. Đó, em lại dừng non nữa rồi. Dừng non này, chị thấy là nó mới hơi đè lên cái vạch thì là non. Đó thì nó phải qua cái bánh sau. Chị đè già hơn một chút thì được ha. Lấy chị không bị non vậy. Dạ. Tối nay vợ em về là nó cắt cơm em rồi đấy. Dạ, dừng mà bị trừ 5 điểm là vợ em cắt cơm á. Dạ. À, tức là mình vừa chớm qua bánh sau chứ không được giữ cái bánh hoặc là trên đầu bánh sau không được. Dạ, mình chớm tới thì chưa được mà mình một lần bài thi tiếp theo bài thi thay đổi thì số mới trên được. Đường thẳng rồi em sẽ vào bài tăng nhưng tốc mà này. Nó tức là nó tin cho mình là cũng dễ đấy, em tin cái mình tăng tốc thì mình đối với xe B1 là mình cực kỳ dễ này, mình chỉ cần để ga cho tốc độ nó lên thôi. Đối với đến cái biển kia là mình chỉ cần tăng tốc độ lên được đạt khoảng 30 đi là ok rồi. Đó, lên cái biển này đó. Rồi sau này mình sẽ chậm lại này. Đúng rồi, chậm lại này. Để xuống dưới 20 là được. Tại vì cái xe B1 này nó đâu có số giống như xe số sàn đâu mà mình phải tăng số. Mình chỉ có đệm ga cho tốc độ nó lên thôi. Và tốc độ quy định của nó là trên 24. Đó. Nếu như mà những cái điểm khác chưa có dừng khẩn cấp thì là đây nó sẽ báo dừng khẩn cấp. Xe ngang và nơi đổ. Nhưng mà nãy mình đã báo rồi, nên mình đến đây không phải lo nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu ghép vào nơi đỗ đúng không? Rồi mình sẽ lên trên của Vios mình ghép đi. Ủa mình đi làm này cũng được, làm xong này cũng được sao này? Đúng rồi, đi bên nào cũng được. Không, mình phải đi làm này, không phải đi vô trong này. Vô trong này mục đích là để cho người ta đang ghép á, mình đi vô trong là... Chứ còn nếu mình thi mình vẫn được để mình cua ra cho nó dễ phải ha? Dạ. Mình cua ra phát nó ăn vô đây luôn. Đó. Rồi, em sẽ đi vô đây này. Mình căn như thế nào? Mình sẽ nhìn gương chiếu hậu á, để mình nhìn thân xe mình nó song song và nó cách nhà xe khoảng từ 20 đến 40 cm là được. Và tiếp theo là mình sẽ nhìn gương chiếu hậu tiếp là bánh xe của mình ngang với góc của lề góc của nhà xe á. Đó, em sẽ nhìn này. Bánh xe, dạ chỉ căn cục đá cũng được, vang ngang cục đá cũng được, hoặc là để chuẩn nhất là cứ căn bánh xe ngang góc á. Đó, bánh xe để ngang góc không? Xong đây em vô tay số R là lùi này, đánh hết lái bên phải, lùi lại. Lùi lại em sẽ quan sát gương ở bên trái này. Khi nào mà thân xe đến đuôi xe nó đâm vào cái góc trong góc nhọn đó, thì mình dừng lại. Đó, mình dừng lại này. À, vị trí của em ngồi người lái thì em thấy được rồi, đúng không? Mình phải căn cứ theo vị trí của người lái. Dạ, để em sẽ lùi lại này. Lùi lại bánh xe nó cách cái vạch màu vàng đấy khoảng 10 cm thì mình dừng lại. À, 10 cm. Dạ, rồi mình sẽ đánh hết sang bên trái. Tiếp. Đó, mình lùi khi nào mà thân xe nó song song. Đó, song song mình dừng lại này.
Rồi em sẽ vô số tiến em chạy lên tí này. Tại vì nó mặc qua cái vạch rồi, em chạy lên tí. Không chưa kêu đúng không? Mình có hoảng không? Không có hoảng đâu, mình hết 18 giây thôi. Rồi em sẽ vô số lùi, em lùi lại tiếp này. Đó, và nó sẽ kêu là mình dừng lại. Thế nên là bây giờ mình kể cả mình sửa rồi, mình mới hết có 29 giây, chưa 30 giây. Mà thời gian bài thi này của mình 2 phút chứ, 2 phút luôn. Thế mình đừng có sợ gì hết ha. Đừng có... Không, cũng 2 phút luôn. Rồi bắt đầu mình vô số tiến, mình không cần xin nhan mà mình đánh hết lái sang bên trái là mình đi ra này. Nhớ phải đánh hết lái bên trái nhá. Mục đích là cho cái bánh trước ở bên phải nó không bị đè lên lề. Cho nên bài này lỡ như vào nó chưa nhận thì cũng đừng cuống. Nó còn rất là nhiều thời gian để mình sửa. Chứ mình cuống là mình... Bài thi tiếp theo. Thì anh kia nó bánh xe đè lên trên nó hơi mất kìa. Là nó bị trừ điểm rồi. Đó. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ là dùng chỗ đèn xanh đèn đỏ tiếp này, đang còn 9 giây thì đầu xe mình che khuất vạch vàng, mình lại dừng nữa. Rồi còn 3 giây đúng không? Bây giờ rẽ phải, mình phải xin nhan phải để mình đi lên. Đúng không? Mình buông xin nhan cũng được, không sao hết, không có sợ gì hết à. Dạ, mình xe đó mình giữ cũng được nhưng mà thường là chỗ đấy nó không hay bị tắt xin nhan. Bài thi tiếp theo. Nhưng mà về đây phải giữ này. Đây mình trả thẳng lái này. Trả thẳng lái và mình xin nhan. Và tay mình giữ lại. Mục đích là cho nó khỏi bị tắt. Và lúc nào máy báo là chúc mừng thì mình bắt đầu mới. Chúc mừng bạn đã đi đạt tập thi. Thì cái đấy mình buông cũng được. Không sao hết. Đó, chị lưu ý như vậy ha. Và tổng điểm nó sẽ bị 5 điểm này. Cho nên mình tắt ok ha. Đó, chị thấy B1 thì sung sướng không? Kiểu gì cũng thi đạt đúng không? Thầy thi 95 chắc chóng. Rồi đấy chị chạy thử coi nhá. Chị sẽ là được 100 điểm còn nhiều hơn em. Đấy chị cứ coi này.